Xin chào các bạn, mình là Tuấn Tơ Mơ đến từ Channel. Còn đây là Nexus 6 đến từ Google và Motorola. Nói qua một chút về Nexus 6 là chiếc điện thoại lớn nhất và cũng khổng lồ nhất trong gia đình Nexus. Thiết kế đẹp, camera vượt trội và Android 5.0 là những gì mọi người thường nhắc đến khi bàn về Nexus 6. Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng biết đâu. Bí mật nhá, Nexus 6 có năng chống nước ấy. Không nhiều người biết được khả năng kỳ diệu này của Nexus 6 bởi đơn giản Google hay Motorola chưa từng mang tính năng này ra để quảng cáo hay là PR. Trên vỏ hộp cũng không hề nhắc đến tính năng này, thậm chí trên thân máy có rất nhiều những lỗ hổng không được che đậy, gần như không có bằng chứng nào cho thấy Nexus 6 có thể sống chung được với nước. Tuy nhiên, sự thật là Nexus 6 được Motorola tráng một lớp sơn nano đặc biệt giúp chống thấm nước vào bên trong các linh kiện. Và ngay bây giờ, mình sẽ thử nghiệm khả năng kỳ diệu này của Nexus 6. Các bạn lưu ý là thử nghiệm sau đây cực kỳ nguy hiểm và không nên bắt chước tự làm ở nhà. Nếu chiếc Nexus 6 của các bạn có mách nhẹ gì, chắc chắn sẽ không được bảo hành. Đầu tiên, tắm táp xoa bóp mơn trớn với nước như thế này thôi đã. Như các bạn có thể thấy thì cổng USB của máy là hoàn toàn lộ thiên và nó đã được nhúng hoàn toàn dưới nước. Đến phần camera nào. Và đó, nếu chỉ dừng lại ở đây thôi, Nexus 6 chắc chắn sẽ sống tiếp một cách khỏe mạnh, bình yên. Những bạn nào đang có ý định cưới em này chắc chắn có thể yên tâm là nó có thể thoải mái nghe điện thoại giữa trời mưa hay là rửa máy nhẹ nhàng tình cảm dưới vòi nước chảy chậm. Còn bây giờ, Nexus 6 sẽ phải trải qua một bài test tàn khốc hơn rất nhiều, lặn ngục hoàn toàn dưới nước. Với những máy đặt tiêu chuẩn chống nước như là dòng Z của Sony hay chiếc DJI mình đang có ở đây thì quá là điều bình thường luôn. Tuy nhiên với Nexus 6 thì nó có thể sẽ là chuyện sống hay chết. Các bạn đã được xem Nexus 6 chơi một video YouTube và bây giờ hy vọng là em nó sẽ tai qua nạn khỏi. Đến thời điểm này thì mọi chuyện vẫn đang rất bình thường, Taylor Swift vẫn đang tiếp tục hát. Thôi được rồi, tắm táp như vậy là đủ lắm rồi, cùng lấy ra nào. Như các bạn có thể thấy thì có vẻ như Nexus 6 của chúng ta vẫn đang rất bình thường. Hơi loạn cảm ứng một chút, tuy nhiên đây là chuyện không thể tránh khỏi đối với những chiếc máy vừa được lấy ra từ nước. Đến đây đã có thể kết luận, Nexus 6 mặc dù không có cho mình một tiêu chuẩn chống nước rõ ràng, không hề phô trương những gì mình có, nhưng em nó vẫn có thể vượt qua bài thử nghiệm dìm hoàn toàn dưới nước. Cực kỳ đáng khen ngợi cho những gì Nexus 6 và Motorola thể hiện được. Rõ ràng việc chiếc điện thoại của các bạn làm được nhiều hơn những gì các bạn mong đợi sẽ đem lại cảm giác hài lòng hơn nhiều khi so sánh với việc kỳ vọng rất nhiều sau những lời PR quảng cáo để rồi lại thất vọng. Còn bây giờ, Nexus 6 đến từ Google và Motorola. Xin chào và hẹn gặp lại.